Sao tự nhiên cắt cây, tự nhiên phá banh hàng cây vốn xanh đẹp? Và đây là do ý ai tự dưng hướng lên tìm cây to má cát? Rồi hàng ngàn cây xanh ta đã nuôi trồng từ lâu rất lâu, ta chăm và lo vài giây phút thôi, hàng cây ngã nghiêng và sẽ không còn nữa, và sẽ không còn trên đời, sẽ không còn cây để được che nắng trưa hè. Chim đâu đâu trắng trên cột đen thôi, trên con đường mùa hè ra sao. Ừ biết khi ngày bão, ừ biết khi mùa mưa về, có cây bị nghiêng và tự nhiên bất góc. Thế nhưng ta chặt 6.700 cây, ai ai cũng xót xa.